Lại chốt đơn lúc nửa đêm. Cái này gìn vậy ha? Đây là cái đồ gấp bánh xì nách đỡ dơ tay trong truyền thuyết đó các bạn. Đây, nhìn là không biết cái gì luôn đúng không? Giật mình chưa? Đây là cái quạt nha. Rồi giờ gấp lại sao mới là vấn đề nè. Đó, chuyện này sao làm khó được tôi. Để thêm một thể loại kẹp lạ lùng khác. Đưa nó vô như vậy. Rồi, xong rồi. Ý vô như vậy. Đó, khá là chắc chắn luôn. Mà cũng dễ lấy ra. Cuối cùng là cái này. Cái này mới xịn nè. Làm lại chưa thấy rõ đúng không? Nhìn kỹ nha. Đó, nó lòi ra một miếng băng keo. Mà miếng băng keo cắt sẵn luôn. Đây là súng bắn băng keo nha. Đó, trời, xịn chưa, xịn chưa.